Rồi, xin chào cả nhà. Này, hôm nay thì tình cờ đi dọc đường thấy một cái xe bánh rất là ngon, nên là tiện thể là chia sẻ với cả nhà luôn. Bánh Huế đúng không em? Ở đây bán là bánh gì đây em nhỉ? Bánh này bánh gì nhỉ? Nó là bột lọc. À, bánh bột lọc này. Bánh này bánh gì? Bánh bò à? Nó là bánh đúc. Bánh đúc. Bánh trong này bánh gì? Trong là bánh bèo. À, bánh bèo. Bánh trên đây? Bánh trên là ức chừng. Ức chừng hả? Ít chừng. Ít chừng, à, bánh ít chừng. Ít chừng á. Ít chừng, ồ, toàn bánh bánh ngon không á. Đây, cho cả nhà xem này. Đây, có một em gái bán bánh rất là nhiều loại bánh. Này là đặc sản Huế đúng không em? Đặc sản Huế hả? Đây, cái xe của em đây. Bên dưới là bánh bèo này, bánh bột lọc này, bánh đúc, bánh ít trần, gỏi đu đủ. Đấy. Quá là hấp dẫn luôn. Có đậu phộng này, đậu phộng rồi này, hành khô này, nước mắm này, cái này là bánh tráng này. Ở đây em bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? 6 giờ sáng 6 tối đúng không? Em bán được lâu chưa? Hình như là mới mở đúng không? À, mở được tuần chưa? 5 ngày à? Đây là cái địa chỉ là số đối diện cái số là số bao nhiêu ra? Đây là số 1-157 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nha cả nhà. Đây là đối diện với cái trường mẫu giáo mầm non này, trường mầm non Anh Đào nha cả nhà. Đối diện em bán đối diện cái trường mầm non Anh Đào này, nằm ở số là 1-175 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nha. Wow, anh mình đây là nhà mình tự làm hết hả em? Ồ, wow, sáng buổi sáng mà em làm nặn nha, được bao nhiêu cái bánh này là cũng kỳ công quá ha. Đâu, mẹ muốn người làm hả? À, mẹ muốn người làm. À, em bán cho mẹ hả? Dạ. À, bán cho mẹ. Nó sáng có mẹ. À, sáng có mẹ nè. À, mẹ về đấy gọi đủ rồi. Đây cả nhà thấy là hấp dẫn lắm. Cái mầm bánh này. Rất là nhiều loại bánh để cả nhà lựa chọn. Chắc sáng nào ông ra đây ăn quá. Anh ở đối diện đây này. Hẻm này, hẻm cho mẹ. Hẻm trong á. Anh ở trong đó hả? Rồi chúng ta sẽ lại ngồi ăn bánh nha cả nhà, xem có ngon hay không này. Đây em gái bán bánh đây. Đây cái đĩa bánh này cả nhà ơi. Đây có chả này, chả cua này. Có bánh ít trần này, bánh bột lọc này, bánh bột lọc đây này, này bánh này, này là bánh bánh đúc. Rồi kính mời cả nhà nhé. Bánh đúc này nó hơi
thơm mùi dừa. À, bánh nút thơm mùi dừa. Nút thơm mùi dừa hả? Bánh đúc. Không, bánh này mà. Bánh đúc ấy. Không phải ạ. Bánh đúc là bánh bên kia. Bánh đúc là bánh này này. Bánh này bánh trần. Đúc là bánh này này cả nhà. Bánh lọc, bánh lọc. Bánh lọc hả? Bánh lọc mà có nhân đậu xanh nhá. Đói bụng mà được ăn quá ngon. Nó khá trộn với vị người Nam hơn đúng không? Bây giờ đây là sản Huế đúng không? Là sản Huế. Trong này có một con tôm. Thơm. Cảm nhận theo cái bánh bột lọc này. Nó thơm nha. Tôm rất là thơm. Ăn mềm mềm, dai dai. Ngon. Mình đi đến đâu khách vô đó. Ừ. Bạn vợ ăn ngon quá trời. Ngay vợ chồng ngồi vỉa hè ăn bánh. Vợ lấy bánh trúc cho chồng. Cái bánh này. Bánh này nhân nhân bên trong là nhân đậu xanh à. Bên trong có vị của gừng à, đậu xanh à. Với lại là tiêu. Ăn rất là thơm ngon nhá. Cây ngọt quá hết. Béo quá rồi nhỉ. Các bạn heo ăn không? Nhưng mà thế không ăn nổi hai cái đâu. Rất là ngán nhá. Mình ăn tầm một cái và ăn bánh một lòng nó vừa. Nhưng mà đó là do khẩu vị của mỗi người nha nhà. Nên em thấy bánh này với bánh một lòng là ngon nhất. Là bánh đúc nó hơi ngọt một tí. Bạn heo ăn hết rồi. Bạn heo ăn ngon quá ha. Rất là ngon nhá. Bạn heo ăn thêm bánh này bạn heo. Oh.
Ăn ngán luôn cả nhà ơi. Giờ được bánh đúc nhá, cái này bánh đúc nè. Xoài vẫn trái cây em cũng bị ăn bánh này em thì em hưởng bánh này đúng không, tại em muốn ăn ngọt đấy bánh này ăn. Không, cái bên này đâu có ngọt đâu. Không thì nó không ngọt, em hợp với cái này. Nên em thấy là nếu mà em ăn á thì lần thứ hai em ăn cái này thôi, cái này nó hơi ngọt và cái này nó cũng có vị đó gì đó, nó ngọt nó dành cho người ta thích ăn ngọt. À, vậy là mình bán đây được mấy ngày chị ha? Em bán được 5 ngày. 5 ngày. Vậy là khách thấy cũng đông lắm rồi sao? Người ta thấy cũng cái xe nó hấp dẫn mà. Em ăn nhỏ mà kêu chị gì? Ừ thì em. Em mới nghĩ. Xong 12 mà kêu chị hả? Ừ đấy, thôi kêu lại em cho nó trẻ em ha. Rồi, xin chào cả nhà nhé.